xin chào quý khán giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Trang bị cho Ukraine vũ khí Phương Tây tìm ra cách đánh bại Nga một cách ít chi phí nhất. Kính thưa quý vị, phương Tây có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bao lâu nữa khi cuộc xâm lược của Nga bước vào tháng thứ 21? Đây là câu hỏi ngày càng được nhiều người đặt ra ở Washington DC và các thủ đô phương Tây khác. Những lo ngại về chi phí viện trợ là điều dễ hiểu, nhưng thiển cận mặc dù ukraine cho đến nay đã nhận được hàng trăm tỷ usd viện trợ quân sự nhưng con số này tương đối không đáng kể khi so sánh với cái giá cao hơn nhiều mà cộng đồng quốc tế sẽ phải trả trong trường hợp nga giành chiến thắng nhiều chính trị gia và nhà bình luận phương tây đã đưa ra quan điểm về tính hiệu quả về chi phí của việc tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của ukraine trong đó nhiều người lưu ý đến sự suy giảm đáng kể tiềm năng quân sự của nga do những tổn thất tê liệt ở ukraine vào tháng 5 năm 2023, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã mô tả viện trợ quốc sự của Mỹ cho Ukraine là số tiền tốt nhất mà chúng tôi từng chi. Lãnh đạo phe tiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ, Mick McConnell, gần đây đã lặp lại quan điểm của Thượng nghị sĩ Graham. Ông bình luận vào ngày 20 tháng 10 rằng, không có người Mỹ nào bị giết ở Ukraine. Chúng tôi đang xây dựng lại cơ sở công nghiệp của mình người Ukraine đang tiêu diệt quân đội của một trong những đối thủ lớn nhất của chúng ta. Tôi khó tìm ra điều gì sai trái với điều đó. Những lập luận của ông McConnell chắc chắn có sức thuyết phục. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ giá trị thực sự của việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, cần phải suy ngẫm xem điều gì sẽ xảy ra nếu viện trợ quân sự của phương Tây chấm dứt và Vladimir Putin đã thành công trong việc chinh phục đất nước này. Tất nhiên, cái giá phải trả trước mắt nhất cho một chiến thắng của Nga sẽ do người dân Ukraine cảm nhận. Với việc phần lớn hoặc toàn bộ Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga, tội ác chiến tranh vốn đã được chứng kiến tại các khu vực bị chiếm đóng của đất nước sẽ nhân lên gấp bội. Hàng chục nghìn người sẽ bị hành quyết hoặc bỏ tù, trong khi hàng triệu người sẽ bị buộc phải trục xuất. Những nỗi kinh hoàng này sẽ tạo ra những thách thức nhân đạo lớn cho cộng đồng châu Âu trộm lân hần, với làn sóng người tị nạn Ukraine mới tràn qua biên giới vào EU. Được minh oan và được khích lệ bởi chiến thắng ở Ukraine, Putin gần như chắc chắn sẽ tìm cách tiến xa hơn. Nhà độc tài Nga đã nói rõ rằng, ông coi việc tái chiếm Ukraine là một phần của sứ mệnh rộng lớn hơn nhằm sửa chữa sự bất công được nhận thấy về sự sụp đổ của Liên Xô và sự sụp đổ của nước Nga lịch sử mục tiêu tiếp theo của ông rất có thể sẽ là Moldova, Armenia và các quốc gia Trung Á. Nếu phương Tây tỏ ra không sẵn lòng hoặc không thể ngăn chặn Nga ở Ukraine, sẽ có rất ít khả năng ngăn cản hành động xâm lược tiếp theo, chống lại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nhỏ hơn và dễ bị tổn thương hơn. Với việc NATO bị mất uy tín sau sự sụp đổ của Ukraine, Putin khi đó sẽ muốn thử thách quyết tâm của liên minh này một cách cơ bản hơn bằng cách đe dọa các quốc gia của vùng Baltic. Liệu một NATO mất tinh thần và chia rẽ sẽ gây chiến với một nước Nga đang hồi sinh vì một sự cố riêng lẻ ở biên giới Estonia hoặc Latvia? Nếu không, Putin sẽ khai thác điểm yếu này. Việc không bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO sẽ dẫn đến sự tan rã nhanh chóng của toàn bộ liên minh, khiến toàn bộ châu Âu rơi vào hỗn loạn ngay cả khi kịch bản xấu nhất về cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa nga và nato có thể tránh được thì chiến thắng của nga ở ukraine chắc chắn sẽ buộc các nhà lãnh đạo phương tây phải tăng chi tiêu quốc phòng lên mức chưa từng thấy kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh điều này sẽ đòi hỏi số tiền vượt xa số tiền hiện đang được phân bổ cho ukraine Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ vừa mãn nhiệm, tướng Mark Milley, gần đây đã cảnh báo rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ dẫn đến khả năng ngân sách quốc phòng tăng gấp đôi. Những người khác cho rằng chi phí sẽ cao hơn nhiều, lưu ý đến sự cần thiết phải thiết lập và duy trì vô thời hạn sự hiện diện quân sự gia tăng đáng kể ở Trung và Đông Âu. Trong khi chi phí tài chính và an ninh trực tiếp từ chiến thắng của Nga ở Ukraine đã ở mức đáng báo động, thì cái giá phải trả về mặt địa chính trị sẽ còn lớn hơn. Sự leo thang gần đây ở Israel là hậu quả trực tiếp của phản ứng thiếu quyết đoán của phương Tây trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Nếu cuộc xâm lược của Putin được coi là thành công, các chế độ khủng bố và độc tài khác sẽ được khuyến khích và sự bất ổn quốc tế sẽ còn lan rộng hơn nữa. Toàn bộ thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều thập kỷ bất an, được đánh dấu bằng chủ nghĩa quân phiệt gia tăng sự nghi ngờ lẫn nhau và các hành động xâm lược quốc tế ngày càng gia tăng chi phí cơ hội đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ được tính bằng hàng chục nghìn tỷ không ai trong số này là không thể tránh khỏi ngược lại tất cả đều có thể tránh được bằng cách cung cấp cho ukraine những công cụ để đánh bại nga người ukraine đã sẵn sàng và có khả năng tự mình chiến đấu tất cả những gì họ yêu cầu là các đối tác quốc tế của họ ngừng lưỡng lự và cung cấp vũ khí cần thiết ngay lập tức những người phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine thường nói rằng nó quá đắt trên thực tế nó rẻ hơn rất nhiều so với giải pháp thay thế họ cũng cho rằng việc ủng hộ ukraine có nguy cơ kích động thế chiến thứ ba nhưng sự thật không có gì có thể khiêu khích putin hơn sự yếu kém của phương tây với cuộc xâm lược diệt chủng vào ukraine nhà độc tài Nga đã đốt cháy những cây cầu cuối cùng còn sót lại của mình. Và giờ đây hoàn toàn quyết tâm đối đầu với phương Tây. Putin sẽ không dừng lại cho đến khi ông ta bị đánh bại. Các nhà lãnh đạo phương Tây càng trì hoãn lâu thì cái giá họ phải trả càng cao. Nga muốn khẳng định đủ sức mạnh để đương đầu lâu dài với phương Tây tăng ngân sách quốc phòng, diễn tập tấn công tên lửa liên lục địa, hủy bỏ hiệp ước hạt nhân. Trong hai ngày qua, Moscow liên tiếp đưa ra những tín hiệu để chứng tỏ nước Nga đủ tiềm lực sức mạnh và sẵn sàng đương đầu với phương Tây trong một cuộc chiến dài hơi. Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 25 tháng 10 trực tiếp giám sát diễn tập phóng tên lửa đạn đạo trong tình huống đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân Bên cạnh đó, Hạ viện Nga thông qua ngân sách quốc phòng với mức tăng kỷ lục và Thượng viện chính thức hủy quyết định phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân. Giới quan sát nhận thấy, chỉ trong một khoảng thời gian rất nhanh, chính quyền Nga đã có những động thái mạnh để gửi đến phương Tây một thông điệp rõ ràng. Sau hơn một năm rưỡi phát động cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine, Giờ đây, nước Nga đã chuẩn bị đối đầu quân sự toàn diện với phương Tây. Trước tiên là về tài chính, Hôm 26 tháng 10, Quốc hội Nga đã thông qua luật ngân sách 2024-2026, dự trù tăng 70% chi phí quân sự. Như vậy, trong năm tới, ngân sách quốc phòng của Nga sẽ chiếm 6% GDP, tăng gần gấp đôi so với năm nay. Cụ thể, với số tiền tương đương hơn 100 tỷ euro, ngân sách quốc phòng này trên thực tế đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021, năm trước khi khởi sự cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ngân khoản chi tiêu quân sự này chắc chắn vẫn còn kém xa so với Mỹ, gần 800 tỷ euro, tương đương khoảng 847 tỷ đô la vào năm tới. Nhưng đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Trong hoàn cảnh, nước Nga đang bị phương Tây bao vây, trừng phạt mọi mặt. Năm 2024 là năm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mà ông Vladimir Putin được dự đoán là người chiến thắng chứ quan sát nhận thấy ngay từ bây giờ ông chủ điện Kremlin đã bắt đầu chiến dịch vận động chứng tỏ ông là một người mạnh mẽ có thể lãnh đạo nước nga đương đầu với mọi mối đe dọa an ninh chủ yếu theo ông là đến từ phương tây theo cách nói của bộ trưởng quốc phòng Sergei Sraygel cho hay trên hết ông thể hiện mình là người đứng đầu quân đội một ngày trước cuộc bỏ phiếu thông qua ngân sách quân sự tây hạ viện truyền thông nga đưa tin rầm rộ rằng tổng thống đích thân giám sát các cuộc tập trận quân sự, dự kho huấn luyện bắn tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân ồ ạt. Theo truyền thông của Nga, cuộc diễn tập đã triển khai các lực lượng tấn công chiến lược để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù. Quân đội của Nga cho biết chi tiết một tên lửa đạn đạo liên lục địa được bắn đi từ căn cứ vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc của Nga và một tên lửa đạn đạo khác được phóng từ tàu ngầm ở biển Barents. Đồng thái, quân sự này diễn ra phối hợp với một kịch bản chính trị khác. Thượng viện Nga vừa thông qua luật hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân. Đây là Hiệp ước đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 1996. Nga đã ký phê chuẩn vào năm 2000, nhưng vẫn có 8 trên 44 nước có vũ khí hạt nhân không phê chuẩn, trong đó có Hoa Kỳ, cho nên trên thực tế, hiệp ước này được cho là công cụ ngăn chặn chạy đua vũ trang, vẫn chưa có hiệu lực. Hủy với chuẩn hiệp ước vào giữa cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Nga và phương Tây. Một lần nữa, Moscow khẳng định lại những tuyên bố cứng rắn của ông Putin rằng nước Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện, tiềm lực có trong tay để đối phó với mọi đe dọa và vũ khí hạt nhân, không còn là vấn đề cấm kỵ. Tổng thống Vladimir Putin từng nhiều lần tuyên bố Nga tấn công Ukraine không phải là cuộc tranh chấp lãnh thổ, mà là cuộc chiến để xác định các nguyên tắc, mà trên đó, trật tự thế giới mới sẽ được lập nên. Sau hơn một năm rưỡi theo đuổi chiến tranh ở Ukraine, mục tiêu phá vỡ trật tự thế giới của phương Tây đang trở thành ưu tiên của ông Putin. Ý tưởng này đã được các đồng minh như Trung Quốc, Iran hay Bắc Triều Tiên ủng hộ, xác định đây là một cuộc chiến dài hơi. Tổng thống Putin khẳng định, nước Nga vẫn có đủ tiềm lực về tài chính, và quân sự để đối đầu với phương Tây bằng bất kỳ giá nào. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.